Dạ, công an Sài Cần Thơ kính chào cô chú anh chị các bạn. Mời cô chú anh chị luôn, cô anh về. Một lực con sai với cô chú biết. Còn nhỏ nhỏ. Rồi cô chú mình xem cái nào hay tiếp cho mình giúp kênh. Rồi, clip mới gian với cô chú mình về lại nha. Rồi, chào anh Thanh ạ. Dạ, chào anh Linh. Dạ, chào cô chú anh chị mình đừng sai ha. Dạ, hôm nay con về được có 11 thôi. Một phôi tứ quý và 10 phôi mai vàng cho luôn chú anh chị. À, địa chỉ em là xã Sông Phụng, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng, số điện thoại là 0398168161. Đó là số Zalo của chú anh chị. Mọi hình thức thì bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn ha. Có những cây bự cũng bao ship luôn. Thì cũng cảm ơn cô chú anh chị mình đã giúp chút thời gian xem kênh. Dạ, cũng không mất thời gian cô chú anh chị nhiều. Dạ, vô cây số 1 là cây mai tứ quý không chú anh chị. Dạ, cây dạ. Số 1 của quý. Có một cây tứ quý không chú anh chị. Cây số 1 quay đầu tiên cây số quý luôn, còn tất cả sau là toàn là mai vàng không chú anh chị. Dạ. Đấy, nó cũng chảy chảy đều đều của chú anh chị không vậy không mà nó chảy đều ha, bốn mặt đây cần đối đều. Dạ, cần đối đều của chú anh chị. Dạ, một cốt thẳng đọt ha của chú anh chị. Cái này nó tàn cũng dữ lắm nhưng mà thấy nó có một cái em rắc xuống phôi ha, cành cũng được. Dạ dạ, lắc đầu trên xíu như dạ, thẳng rắc đầu trên tí mình chồng mình để thẳng lại ha, để thẳng lại. Cái này em chỉ sửa thẳng cái bầu thôi ha. Cái con ghế cũng to. Dạ, ghế to bự bự không ha. Tay tay bắt bắt lượm bên đây nè, ghế lực không ha. Tay cành coi cũng được không chú anh chị. Dạ, rồi. Chỉ cành trên đầy đủ điểm. Tổng chiều cao là 92. Ngang câu đế là 78. Cái ngọn còn 8 không chú anh chị. Dạ. Độ thoát thân được 27. Cái hoành cái gì hoành cũng không lớn không chứ anh chị, hoành hai gần 26 tính 25 có chứ anh chị. Dạ, nó già nhưng nó già lắm, 25 thôi chứ anh chị. Rồi, được kính bầu được 43. Cái nó già cây lắm chú anh chị, tôi quý con này cũng mấy năm không mấy chục năm không đó. Cái cành dạ cây số 1 cho luôn của chú anh chị mình là 1.500.000. Dạ, em nhắc lại ha, 1.500.000 mỗi hình thức là lô này em bao ship toàn quốc thì cô chú anh chị tới nhà luôn ha. 1.500.000 số 1 của chú quý số 1. Dạ, xin phép rửa phôi. Tiếp tục cây số 2. Rồi, thầy số 2 là sao được mai vàng không cô chú anh chị. Dạ, cái thằng dù cái này nó cũng có bể cái này ha, sù sù trên này ha, có chị cục ha, thì em vẫn bán thì trơn thôi nhưng mà cái này lên sù 100% của chú anh chị. Đây, vỏ nó vàng ngính luôn ha. Cục dạ bể bể nhưng mà vẫn bán cây trơn không tính cái sù luôn của chú anh chị. Đang lên dạ, đang lên cái này lên bảo đảm 100% luôn của chú anh chị, sau này lên dữ lắm, gốc nở đi sổ. Dạ, để nó quái quái của chú anh chị. Hai hai chân chịu ha, cũng to to nó yeah. Cái gốc trà bá nữa cái này nó gió cây chú anh chị, đây bự đây, nhỏ nó gió cây tạo thằng dù ok. Dạ, yeah, này thằng dù ok của chú anh tròn, chị nhiều. Thì em cắt vậy ha, về cô chú mình có về có tay nghề mình cắt lại giùm em ha. Cái này nhìn ngoài đẹp đúng không chú anh chị, nó quái cây đúng không chú anh chị, rễ rất lớn không, tay có tay không ha, hai cái trước này rễ nó cân đối với cái bầu. Dạ dạ, nó cái bầu nó nôm độ sổ cũng cao không chú anh chị, ẩm cho thông số. Dạ dạ, cho thông số. Nó chẹt chẹt nở tí thôi cô chú anh chị. Dạ. 39 hoành cô chú anh chị. 39. Còn cục cái cục này nó lòn cho cô chú anh chị mình coi ha. Cục nó là 47 rồi cô chú anh chị. Đặt hạt rồi 47 này ha. Dạ. Cái cục sổ.
đồ sổ được 27, bên đây 28, tổng chiều cao 104, ngang cầu đế được 80, cái ngọn 15. Đây là kính bầu, quên kính bầu cái gì. Đường kính bầu được 57 luôn chứ anh chị. Rồi, giá luôn. Dạ, cây số 2 luôn cô chú anh chị, mình là 2.500.000. 2.5 triệu cô chú anh chị. Dạ, 2.5 triệu. À, cây này đẹp lắm chị, để nhìn nó quái và đẹp lắm. Lên xù nữa nha. Cây số 2. Dạ. Dạ, rất đẹp lắm. Rất đẹp. Cây số 3. Chìm lại cho nó coi được. Coi kỳ cục quá. Dạ, bật nó nghiêng. Không được rồi. Để lại gì đi, nó có chú về mình sửa lại ha. Chứ chìm lên thấy nó kỳ quá. Hay cái này là báo hay cũng hết rồi. Nè, nguyên cục luôn. Rồi. Chỉ còn khúc dưới này thôi ha, cái trên này thôi, còn nửa cây khúc giữa luôn rồi đó. Giống như ổ mối luôn cô chú anh chị. Này, lên mầm nè. Cớm điệu. Dạ, dạ, này lên mầm nè. Kéo nhựa này ha, lên mầm nó mạnh cây lắm đó chú anh chị. Đế cũng cần đối. Dạ, cần đối được. Cái xù mà cái đế vậy là coi cũng là hạng chung chung rồi ha. Không được giữ khung nhưng mà cũng là đẹp rồi. Có dạ, chưa? Dạ, rồi anh xuống. Cái này cũng nhỏ của chú anh chị, không có lớn đâu. Dạ, 30 hoành đúng không chú anh chị? Dạ, hoành đúng. 30. Tổng chiều cao được 58, ngang cầu đế được 42, đường kính bầu được 44. Tóc thân em tính đây ha, 22. Cái ngọn 13. Này sụt nguyên cục này hay có gì dưới này không có ha, trên này cũng có ha. Chi cành cũng đầy đủ. Dạ, chi cành ok lắm luôn chú anh chị. Đây, đâm tược ha, chú yên tâm về mạnh ha. Đó, xin giá. Dạ, cây số 3 vô luôn của chú anh chị mình là 1.200.000. Cái này về thì mình chim thẳng lại nha chú anh chị, tại bằng quay em nghiêng ha. Đúng rồi. Dạ, rồi, mình xuống coi. Dạ, tiếp tục lên cây số 4. Thấy không? Đây. Tiếp tục là cây số 4 tiếp. Được rồi, còn hay cô chị. Được rồi, cũng còn một hai cây ha. Hôm nay em xả luôn cho cô chú anh chị mình về mình dễ chơi luôn. Cây này mọc ú. À, cái này nu à. Đúng đây, lên được lên mầm quá chừng luôn rồi. Mạnh cây. À, cây này rất là mạnh, về trồng luôn nghe cô chú anh chị. Đâm tược dưới rễ đâm tà le hết trơn, nhựa lên bít hết trơn nha cô chú anh chị. Đồ, dạ. Vậy luôn. Dạ. Cái này sát nó cũng lớn nha chú anh chị. Đồ mạnh bự. Dạ. Nó nu à. Ra một mạnh mà bầm mập. Một bầm mập không à. Mạnh cây. Dạ. Nhảy chi đều bầu. Đâu mặt nó dưới là rễ còn bự bự nhiều lắm các chú anh chị. Ngót rồi anh đánh. Dạ dạ, cộng ai với dữ lắm, cây bởi nó mạnh cây lắm. Nhìn nữ mạnh dữ ghê nhiều. Dạ. Mình cuốn. Cuốn. Mầm mà mầm nào ra phá mập ù. Ừ, mầm sớm mầm nó dạ. Sợ luôn. Rồi. Nó vô số của chú chị. Dạ. Dạ, vị trí này gần 46 tới 45 của chú anh chị. Mình 45, nó có nở mà cũng hơi khó đo. Chà 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 chà. Rồi, tổng chiều cao tới đầu là 57. Ngang cầu đế là 36. Đường kính đầu 54. Tóc thân tính đây ha. Tóc thân được 26. Cây này cũng đu rồi cô chú anh chị. 45 hoành bự. 45 hoành. Đế nó cũng lực. Dạ, đế lực lực không à. Một cây rất là mạnh cây ha. Quá trời rồi. Cái này là yên tâm mua. Chống khỏe. Dạ, cái này là khỏi cù còn rồi nha cô chú anh chị.
Rồi, cây số 4 giao lưu cô chú anh chị mình là 2.300.000. Gắn bao ship cho cô chú mình luôn. 2.300.000. Giá này giờ ok mềm. Má trời. Bốn mấy hoành mà vô vườn giờ vua đâu có dưới 2 triệu. Đúng. Dạ, người ta giờ bán chậm quá thôi em. Bắt buộc phải bán, thu hồi vốn mua cái khác thôi chú anh chị ơi. Nào. Chú chờ mình. Yeah. Rồi. Dạ. Cây số 5. Chờ con chim nó gãy gãy mình quay. Quay nó yếu dữ lắm mà. Rồi. Rồi, cây số 5. Cái này cũng sắc lớn hơn chú anh chị. Dạ, cái này ở ngoài nhìn năm mấy hoành mà tưởng là sáu mấy hoành không, nó nâng cây bự nhìn khủng khiếp. Dạ. Hay lắc nhẹ cho nó vô. Dạ, nó lắc cái xe nhẹ ha cô chú anh chị. Cây này thì em cũng báo ha, cũng gòi còn nhưng mà lên nhựa rất là mạnh cô chú anh chị. Đây mặt mấy mặt nhựa là lên dữ lắm cô chú anh chị. Ha. Kéo nhựa mạnh. Dạ, rễ thì ok ha. Đây, trong này mà nó còn kẻ nhẹ mà còn có rễ nữa. Rồi, còn xong em báo cái lỗi cho cô chú chị ha. Dạ, cái này là cái lỗi là do nó nằm sát đất, nhánh nó lên. Lên đưa qua lợi tùm lum chân chéo chéo nên nó bắt đục cho gọn lại cô chú anh chị. Sau này nó kéo mép lên là nó liền lại hết ha. Này, nó lên nhựa kéo lên liền hết. Nó chỉ có cái thẹo đó thôi. Tại nó đưa lên nó đưa qua đưa lại đưa lại chéo chéo tùm lum chứ nè. Em đục xử lý lại. Dạ. Hay gì mình chạy đục chạy lúa luôn cũng được. Dạ. Cái hàng lúa. Cái này bộ đế dữ lắm luôn chú chị, khủng hoảng luôn nha. Kế bên bạn kêu. Dạ. Điều bầu ở trên cứng bầu ở trên. Quá trời. Cô chú nhìn là mình không biết cái xác là năm mấy đâu, nó lớn cây lớn lắm. Nó nu à. Dạ, cái cạch cũng lực đúng không? Điều trong tàu tàn luôn. Dạ. Cái cạch cũng lớn không? Dạ, rồi, đi thông xuống. Em nó hơi mập mập. Uống nu à. Nên cũng không có. Dạ. 56 hoành của chú anh chị. Cái hoành 56. Hoành 56. Rồi, đặt nở xuống tí nha. Nó hơi cũng hơi nghiêng cây ha. Số này là 59. Nở tí là 59. Trên 56 không chú anh chị? Xíu, bự. Dạ. Đường kính bầu được 58. Tổng chiều cao là 121. Tổng là để cho cô chú anh chị. Cái này nặng lắm cô chú anh chị. Dạ. Bầu cái đầu là để như đó nha cô anh chị. Rồi. Cái này không phải 2m7 thì cô... 1m7 cô chú anh chị. Dạ, dạ. Này hơn 1m7 đó, nhưng tính 1m7 thôi. Nâng cây dữ khủng khiếp luôn cô chú anh chị. Tay cành 30 không nè. Nó lớn không à. Mập uống. Dạ. Để ghế đâu cây điều. Chỉ cái lỗ nhẹ. Dạ, cái lỗ này thôi. Dạ. Nói chung là cái lỗ này thì nó cũng liền, nó không có hư hao gì trong thân cây, cho nó có cái hơi mất thẩm mỹ một tí thôi cô chú anh chị. Rồi. Đế thì bao chú gì cái nọng nào nấy nè. Khủng khiếp luôn. Trong kẻ trong học cái gì cũng có chứ, cứ ngắt bầu hết trơn. Kẹo điều. Cứ ngắt hết trơn. Đọc trên giá không? Dạ. Cây số 5, số 5 quá. 5. Dạ, số 5 cho luôn cô chú anh chị mình là 4.900.000 ha. Cái này ship không có chịu quạt rồi cô chú anh chị, nặng lắm. 4.900, cây số 5. Dạ, tại bán thu hồi vốn rồi cô chú anh chị. Lúc này mua bán khó khăn quá. Rồi, nếp rồi. Em xây qua đó đi. Anh lấy đi. Số 5 phải không? Ừ, cái này số 5. Coi mình là cố luôn mập. Dạ, nói chung là cây em chơi lượng đế em mua nha. Rồi. Chỉ cạnh đầy đủ điều. Dạ. Đế cũng điều luôn. Đế thì ngắt rồi, nguyên củ nở này ha cô chú chị. Cho bè luôn. Thế này cũng bỏ hết trơn nha.
Rễ nó to, rễ đi. Cái này trong đây có một rễ cắm với bự lắm đó cô chú anh chị. Quả chè đế đẹp. Chị cành cũng vậy luôn. Cái này là do ổ mối ta đóng đó, rồi chủ nhà ta không biết ta cưỡi hơi bị chày xước nhẹ nhẹ mà da chút cô chú anh chị. Nhưng mà nó không có vô tới thịt nha, nó chỉ ngoài da thôi. Gọi đứa con nó còn cây lực. Dây cành ok cô chú anh chị. Giót ngọn luôn ha, gốc nở giót ngọn ha cô chú anh chị. Nhìn nó mọc. Nó nu à. Nhưng mà gãy đều. Dạ. Đều kính bầu. Mặt này quá đẹp. Nở. Đó. Rồi, em vô con số cô chú anh chị. Này nó cũng nở chặt nó hơi ghê vậy. Chú cô chú anh chị. Dạ, vị trí nào tính nó đấy chú anh chị. Trên chú. Dạ. Tính chú 45 ha. Dạ, quanh là chí 45. 45, nó tuốt trên ha. Còn nó hai vị trí cho cô chú anh chị coi. Nở nhẹ xuống là 52. Nở nhẹ xuống tới 52 cô chú anh chị. Còn nguyên cái cục tròn tròn này ha. Cô chú chị đặt sệt luôn ha. Là 60 rồi cô chú anh chị. Tham khảo thì ha cô chú anh chị. Dạ, nó to. Đường kính bầu được 51. Tổng chiều cao được 54. Ngang cổ đế được 41. Cái ngọn cũng còn nhỏ xíu thôi chú anh chị. Cái ngọn 17 rồi chú anh chị. Cái độ thoát thân nó cũng thấp. Độ thân có 15, 16 à. Nó tổng đường đế cho chú anh chị mình coi ha. Tổng bầu luôn ha. Bầu như là đế nhiêu cô chú anh chị? 145 cô chú anh chị. À tổng tổng là tổng bầu 145 ha. Cái này ngoài là lực lực lắm cô chú anh chị. Rồi, cây số 6 giao lưu cô chú anh chị mình là 3.800.000. 3.8 cô chú anh chị. 3.8. Dạ, cái này ngoài đẹp lắm cô chú anh chị. Rồi, em sắp rớt thôi. Số 7. Tiếp tục cây số 7. Tao làm bầu nặng nặng không à. Cho cây nó khỏe. Cây nhịn lực. Dạ, yeah. Để sổ. Yeah, cái này cây. Để sổ không chú anh chị. Cây này già cây dữ. Cây này thì nó già, già vô địch luôn. Cái đỏ cho nó đỏ hơn. Đào. Lỗi rồi, lỗi tới ngoài luôn. Đỏ đậm luôn. Dạ. Yeah. Rễ nó eo dạ. Rồi dạ, em bán cái này đây nó lên nhựa mạnh hơn cô chú anh chị ha. Mình yên tâm ha cô chú anh chị, cây của em là phải nhựa mạnh mới được. Nên nhựa mà gì dạ, để sổ nó điệu dạ, nó sổ kẹo đến này không chống, không chống cô chú anh chị là điệu. Cây nó già cây dữ lắm rồi cô chú anh chị. Tại cảnh nó ok luôn dạ phần. Dạ. Cái này là có chỉ cần nhìn ghép là tạo tàn là im á. Rồi em vô xuống. Chúng mình nó cũng có gì. Dạ, có cắt lên lên. Rồi. Dạ, 49. Để nở chạc chạc. Lên tí cho cô chú thì mình dễ ấy. Tính 48 đi cô chú anh chị ơi. Ha, 49 tính 48 thôi. Quanh 48. Dạ. Rồi. Còn nở nở đây. Được 61 rồi cô chú anh chị. Dạ, nở nhẹ nhẹ là 61 nè. Đế điệu. Dạ. Tổng nồi đế là 140 144. Đây, bọc cái đâu là tới đó cô chú anh chị. Tổng chiều cao 76. Ngang cổ đế được 60. Cái ngọn 19 của chú anh chị. Độ thoát thân em tính đây đi ha. Thân là 26 của chú anh chị. Cái này để sụt sổ sổ. Trong đây nó đốt cũng sổ sổ. Để cho cái đồ sổ. Đồ sổ được 27 của chú anh chị. Bên đây cũng vậy. 25. Dạ dạ. Rồi. Lực, cây này lực dữ lắm cô chú anh chị, già cây lắm.
Dạ. Rồi, cây số 7 giao lưu của chú anh chị mình là 3.700.000. 3.700.000 của chú anh chị. Tay cành thì có chứ không chị? Tay cành có điệp. Dạ. Mấy cây này xếp nặng không chú anh chị? Mà để đẹp. Dạ, để cây này để ok lắm. Cái ghế rửa trong đâu gần khoảng có 23, dạ, hai mấy. Số 7. Dạ. 3.700.000. 3.700.000. Dạ, cái này nặng xuống để đi. Ai, trời ơi. Nguyên cục này, nguyên cục đế hả? Dữ dằn lắm không chứ chị? Xe ghét nó cho bóc bự bự. Rồi. Cục vậy nặng mấy chục ký. Hết biết rồi. 40 ký. Dạ, cái này nặng lắm không chứ chị ơi. Bèo bèo cũng 40. Đấy. Dạ. Cũng lực nha, cộng lực đây đẹp. Nguyên cũ luôn nôm chú của chú chị để nôm một nguyên khối luôn cục của chú chị. Dạ. Yeah. Đây này nôm là để luôn 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 đây đó là này nó ra đâm tược nhẹ của chú chị. Nói chung mấy cây đem là khỏe khỏe không ha, hai ba của chú chị mình lên nhựa nè, mạnh rất là mạnh. Lúng đầu ghế. Dạ dạ. Để giữ thì chứ mặt này đứng quá trời đẹp. Cái này cái nguyên khối luôn chú chị. Dạ. Này cái mặt này nó không không tiếng nhưng mà có con rễ ha. Mở đưa ra chút xíu nữa. Dạ, cái này cây này hơi chút xíu mà. Dạ, quá đẹp luôn. Con đấy này quá dư, quá nhiều kẹo. Dạ, nó cứng luôn nguyên khối luôn vậy nè. Mà nó sổ sổ xuống. Rồi, em vô. Yeah. Tổng chiều cao là được 74. Ngang câu đế được 50. Đường kính đầu được 59. Tổng là đế này dữ lắm của chú anh chị. Hôm đó tưởng lửng của chú anh chị mình gạo ha. Yeah. Cục kia là 97 nè. Còn cái này là tổng là đế là khoảng 160 rồi của chú anh chị. 160. Đồ sổ cũng cao lắm chú anh chị. Đồ sổ 29. Bên đây 30. Cao. Dạ. Yeah. Quá trời cái cục này. Để em coi nó có dướng đâu không để mà coi chú mình thì. Dạ. Hoành thì 44 rồi chú anh chị. Dạ, hoành 44. Dạ dạ cái này ha. 44. Nó còn nở nhưng mà độ khó đó, nó chật chật khó đo dạ, nở. Dạ, khó đúng. Dạ, khó đo luôn chú anh chị. Mình chỉ tính vậy thôi ha. Cái này được cái là mũ đế nó quá trời dữ. Nguyên cái cũ không hết. Rồi xin giá. Dạ, cây số 8 nó luôn cô chú anh chị mình là 4.300.000. Dạ 4.300. Dạ. Nhìn cái này phê thiệt. Rồi em xếp rễ thôi. Để đây hả em nhỉ? Số 9. Số 9. Đang ăn thì được nặng dữ nữa. Rồi. Số 9 luôn chú anh chị. Đây cái bầu nè. Dạ. Lúc nở. Cái ghế nó bằng cái thân luôn cô chú anh chị mà nó chạy đều hết trơn nha, giống như sắp vậy cô chú anh chị. Đều gan luôn. Đầy đều. Dạ, cái này thì nó nằm gần góc dừa nha cô chú anh chị. Có một hai cái ghế cái dừa nằm ở dưới ha, chưa có mau lên ha cô chú anh chị. Dạ. Dùng lực cô chú anh chị. Tay cành ok ha. Dạ. Yeah. Trời. Bắp bắp mà lực lực không à. Tay tay bự không tay. Đều gan nhau hết cô chú anh chị. Cái này cái bầu nó cũng lớn chú anh chị, tại bộ đế dữ quá, nó bè ra. Rồi, cái số. Đây lực thiệt. Dạ, yeah, nó lực quá, lực cây. Dạ, yeah, còn 46 của chú anh chị nó hay nở nở ha. Tính 45 đi. Tại vì đó cũng nó nở chặt chặt khó đâu quá.
Rồi, vậy là 50, gần 51 tính 50 nè cô chú anh chị. Đó, cái cục gì đó là gần 50 đó. 50, năm mấy luôn rồi. Nhưng nó nở cây quá, nhưng mà khi cũng chật chật chi thước khó đo cô chú anh chị. Rồi, tổng chiều cao được 58. Ngang cổ đế được 45. Thoát thân 15. Vớt ngọn còn 15 luôn. Đường kính bầu này lớn hơn chứ anh chị. Đường kính bầu được 53. Để cho cô chú anh chị. Rồi, không mấy 6 luôn cô chú anh chị ơi. Bầu nhiêu là để nhiêu cô chú anh chị. Cái này cũng vậy. Dạ. Rồi, cây số 9 cho luôn cô chú anh chị mình là 4 triệu 100 ngàn. Dạ, dạ, muốn bao ship cô chú đây nha. Mấy cái này nặng lắm á. Cái nào? Cái này cũng nặng chứ. Thôi, lấy cây kia. Rồi. Nguyên tí, kệ đi, nữa về mình trồng ngay lại cô chú anh chị. Cái này có rộng lắc đẹp của chị, ừ, có viên ghê. Dạ, rất cái xe cái nó hình như đẹp cây. Gốc nở. Dạ, cây nào con nấy em gốc cũng nở không à. Nở u nu. U nu à. Cái cành này. Dạ. Dạ. Cái này thì em bán nè, tại cái nhánh em đây nó chéo quá đi ha. Thì em cắt bỏ này nó còn dính chín. Nó không bị hư vậy không chú anh chị. Nhánh nhỏ nó chéo qua. Đây gốc nở đây đều. Dạ, cái mặt bên này thì quá đẹp. Cái mặt tiền này là kẹo luôn. Dạ, cứng. Sổ 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 sổ. Đây thì cũng dễ lực, nó cũng dạ. Cân đối. Nó cũng sát sát. Đây tiếp khác gặp nhưng mà bên đây thì nó có cọc cắm cái này luôn nha cô chú anh chị. À, em bên ở dưới này nè, cái chỗ bên đây nè, ở dưới này nó cũng có nằm nằm sâu dưới này nè. Dạ. Tại em cắt em biết nè. Nằm dưới nó hụp tí cho em hổ môi. Rồi, em xuống số. Đang giọng nó trong thông số cho cô chị mình nha. Dạ, cái cọc lắc nó đẹp của chú anh chị. Trực lắc. Dạ. Nhưng có cấn đâu để cô chú anh chị mình gì không coi không hài lòng phiền lắm. Dạ. Gần 48 chú chị tính 47 của chú anh chị. Dạ, 47. Dạ, em ra tốt cho này ha. Đó, này. Rồi, đổi nhẹ nghe cô đế nè. Là 50. Vậy tính hoành cũng được, nhưng tính 47 thôi chứ anh chị. Cái này nó nở gốc gốc không chị. Rồi, nguyên cục thật sạch đó là 61 nè. Cục thật không ha. Dạ. Tổng chiều cao được 68. Ngang cổ đế được 51. Dạ, đường kính bầu 57. Thoát thân được 22 cô chú anh chị. Cái này vừa tầm chơi luôn ha cô chú anh chị. Này còn xin giá. Dạ, cây số 10 cho luôn cô chú anh chị mình là 4 triệu 200 ngàn. Dạ, 4 triệu 2. Dạ, 4 triệu 2 cô chú anh chị. Cây lớn lớn không cô chú anh chị. Đây là cây số 11. Rồi, tiếp tục cái cây số 11. Cái này vắng hơi bay bay siêu siêu thôi chú anh chị. Để sổ cắm thôi chú anh chị. Đang siêu siêu. Dạ. Cái này nó chành cũng được, không đầy đủ. Dạ, nó sắn cây nhìn nó đẹp chú anh chị. Sắn lực cây lắm. Để chỗ chỗ vô tí kê đều hết không chú anh chị. Dạ. Tương đối đều chứ. Dạ. To. Không bự không à.
mình nó sáng 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 nhìn nó đẹp. Dạ nó dạ bắp bắp lực cây u nặng dạ dạ thân nó sắn thôi chứ gì, còn rễ thì nằm tuốt như này nè. Cây này chi cành cũng ok mấy quý chị, nó hơi nghiêng nghiêng của chú chị, mình muốn trồng nghiêng mình trồng vậy ha, còn muốn thẳng là mình sửa lại cho thẳng thôi chú chị, tùy để vậy thôi, quay thôi. Dạ em đo số của chú chị để quá cho đẹp. Dạ ok lắm. Này cũng không biết nó sắn sắn cái thân, không biết lo theo cái ấy thôi cô chú anh chị. Dạ yeah. Đo tức này là gần 48 rồi cô chú anh chị nha. Yeah. Nó thân lại thôi. Dạ con nó nở cũng nghe thân luôn nè, là 56 rồi cô chú anh chị. 56 nè đây hả, xíu là 56 ha cô chú anh chị. Còn đo đem đo ba vị trí cho cô chú anh chị mình đo đi. Rồi. Thế là 67 nha cô chú anh chị. À, lũng lửng giờ 67. Dạ. Độ sổ được 32. Tổng chiều cao là 100 đúng. Ngang cổ đế là 75. Dạ. Thoát thân được 25 cô chú anh chị. Nó chưa đo kính bầu quá chưa. Dạ 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 xin lỗi. Dạ đường kính bầu được 51 của chú anh chị. Cái này nó sắn cây quá chừng luôn, gốc nó nở cho bè luôn chú anh chị. Rồi cây 11 là cũng cây cú liếp của em. Dạ cây số 11 giao lưu của chú anh chị mình là 4.500.000 ha. Mấy cây bự bự đẹp bao sẽ xếp hết toàn bộ của chú anh chị. Dạ, yeah. 1, 4 triệu rưỡi là cũng cây cú liếp của chú anh chị. Dạ, yeah. Cũng cảm ơn cô chú anh chị mình đã nhín chút thời gian để xem kênh. Trong lúc quay mà có gì sai sót mong cô chú anh chị mình thông cảm bỏ qua giùm. Dạ, xin cảm ơn cô chú anh chị. Dạ, chào. Dạ, chào anh. Dạ, dạ. Chào cô chú anh chị. Mà cô chú anh chị nghĩ nào thì trực tiếp cho mình về gì giúp kênh. Trân trọng kính chào.